đi và anh nói anh cần nghĩ suy chuyện chúng mình. Anh không còn cảm giác, không còn thấy vui. Anh đi và anh nói anh cần thời gian. Anh không biết có yêu như ngày đầu không, còn thiết tha hay không. Người ta cho anh chưa nhận ra trái tim vẫn còn trông mong hơn những gì mà từ lâu em đã đắm say. Người ta mong cho anh say đắm để anh một lần nữa anh cảm nhận tình yêu trở lại. Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu anh không còn được bình yên bên em. Còn em hy sinh nhiều thế, em đợi cho nhiều thế, em chịu đựng nhiều đến thế mà. Còn em cũng một thời thật thà, em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh thế mà. Cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh.